Loại củ giàu vitamin C hơn cam chanh lại có khả năng ngăn ngừa ung thư và kiểm soát đường huyết. Su hào là loại củ phổ biến ở nước ta. Không chỉ dễ mua, giá rẻ mà nó còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Su hào có hàm lượng vitamin C dồi dào, cụ thể, trong 100g su hào có đến 62mg vitamin C. Trong khi đó, hàm lượng vitamin C trong cam chỉ là 53,2mg và chanh là 29,1mg. Su hào còn giàu canxi, magie, kali, phosphor, folate. Loại củ này chứa ít calo, rất tốt đối với người đang muốn kiểm soát hoặc giảm cân. Ngoài ra, su hào giàu chất chống oxy hóa, chất xơ hòa tan ở mức ổn DINHH, giúp kiểm soát đường huyết, ngăn ngừa tiểu đường. Không chỉ có vậy, su hào còn chứa các hợp chất thực vật isothiocyanate và glucosinolate, giúp giảm viêm, ngăn ngừa bệnh tim mạch. Hàm lung ân thóc gian in trong su hào khá cao, có khả năng giúp giảm nguy cơ đột quỵ. Thêm nữa, vitamin B6 trong su hào giúp tăng chuyển hóa protein, phát triển hồng cầu và khả năng miễn dịch.